Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng nhanh, thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành điểm nóng về sốt xuất, xuất huyết ở miền Bắc. Dù đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế sự lây lan của sốt xuất, xuất huyết từ rất sớm, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Bác sĩ Vương Trương Trọng, khoa các bệnh nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết đang có xu hướng gia tăng. 6 tháng đầu năm nay, khoa tiếp nhận 98 trường hợp sốt xuất, xuất huyết, trong đó riêng tháng 6 năm 2023 có hơn 10 ca. Tuy nhiên, chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 7 đã ghi nhận tới 7 ca bệnh phải nhập viện điều trị. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết hiện nay của Hà Nội nắng nóng và mưa nhiều sẽ tạo điều kiện để mũi sinh sôi phát triển và nguy cơ bùng phát dịch nếu không dự phòng tốt. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có khoảng 30 bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết đang điều trị nội trú. Đáng chú ý, gần 2 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Duy Hưng, trưởng khoa virus ký sinh trùng bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, sốt xuất, xuất huyết có nhiều triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, do đó người dân chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà và khi đến bệnh viện đã trong tình trạng nặng. Một người có thể mắc sốt xuất, xuất huyết hai lần với hai tuyếp khác nhau trong một mùa dịch, do đó người đã từng mắc bệnh tuyệt đối không được chủ quan. Theo thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 8 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tuy giảm, song đáng lưu ý là tại khu vực miền Bắc, dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp hơn, đặc biệt là Hà Nội, nơi đang đối mặt với nguy cơ là điểm nóng về sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 72 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 27 ổ dịch, trong đó ổ dịch có nhiều bệnh nhân nhất với 160 người là xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tiếp đến là thôn Nguyên Hành, xã Văn Tự, huyện Thường Tín với 24 bệnh nhân. Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất có 29 bệnh nhân. Kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch cho thấy một số tồn tại như xử lý ổ dịch muộn, chưa triệt để, chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt ở những khu vực có mật độ dân cư đông, nhiều khu nhà trọ, ý thức phòng chống dịch của người dân chưa cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, khi đến một số nơi, không chỉ có người dân mà ngay cả địa phương cũng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết một cách nhầm lẫn là khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Thế nhưng mỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ đẻ trứng ở nơi nước trong, nước sạch, sau đó để phòng bệnh, người dân phải dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống, không để tồn tại các vật dụng chứa nước hoặc để nước động trong các xô chậu, chum vại, chai lọ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết, thời tiết Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nắng nóng mưa nhiều khiến chu kỳ của mỗi phát triển rất nhanh. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 11, thành phố sẽ đối diện với nguy cơ rất cao bùng phát các đợt dịch. Do đó, mỗi người dân cần thực hiện tốt khẩu hiệu, không có bỏ gậy, không có sốt xuất huyết. Ngoài ra, trên thị trường có nhiều hóa chất diệt mũi, nhưng người dân không nên tự mua về phun. Người dân có nhu cầu diệt mũi nên liên hệ các đơn vị y tế dự phòng ở địa phương, tuyệt đối không sử dụng các hóa chất không rõ nguồn gốc để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra tình trạng mũi kháng thuốc.